Hello everybody, welcome to Heo Với Cà Tê. Chào các bạn đã quay lại với kênh Heo Với Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Công Hành Xưng Đế phiên bản Ngọc Thiên Bảo Phi Pool nha các bạn ơi. Bản Phi Pool nhưng mà lên cấp level cày cốt full chứ không phải là vô là full nha. Vô là full thì chắc là chỉ có game thâu thôi chứ. Rồi ôi. Ủa sao vậy? Đội hình bên mình cả triệu lực chiến mà sao đánh kỳ vậy? Ủa hòa bình rồi hả? Lẹ vậy? Ủa alo, đang đi đánh trận luôn á. Cái tự nhiên cái nó hòa bình ngang à. Trời ơi, à anh em đang đánh mình này hả? Công Thành quan chiến tức kích triệu tập ơ bọn nó đánh cũng xong hết rồi, triệu tập qua bên này làm gì? Ôi trời ơi, nè vô nè, tức kích đúng rồi tức kích đúng rồi. Ủa chưa tới lượt còn gì vô à? Đây con này quan chiến nè đó. Ủa alo, Heo mới mượn được ạc của anh này, anh mới lên được level nhưng mà chưa có nâng tướng nha. Rồi đó, tướng đâu chưa có nâng gì luôn á. Ôi trời ơi à. Rồi chúng ta đến với thông tin server trước đi. Đây, khai mở Công Thành Xưng Đế Ngọc Thiên Bảo mở S2 thứ 6 ngày 2 tháng 12 2022 lúc 17 giờ. Tải game Công Thành Xưng Đế Ngọc Thiên Bảo .vn nhóm Zalo Phi VIP 12 level 52 miễn phí hoàn toàn thần tướng tặng 500.000 ngay khi xong nhiệm vụ tân hữu. Tất cả vật phẩm sẽ cày cuốc để có đua top nhận quà siêu hot, event ngập đầu đua top lực chiến. Top 1, một càng khôn đỉnh cộng 3 mảnh hổ chì. Top 2, 3 mảnh hổ chì. Top 3, 2 mảnh. Top 4 đến top 10, 1 mảnh hổ chì. Đua top level. Top 1, một càng khôn đỉnh 3 mảnh hổ chì. Top 2, 3 mảnh. Top 3, 2 mảnh. Top 4 đến top 10 là 1 mảnh. Top nạp mới ghê nè. Top 1, 5 càng khôn đỉnh 10 mảnh hổ chì. Top 2, 3 càng khôn đỉnh 6 mảnh hổ chì. Top 3, 2 càng khôn đỉnh 4 mảnh hổ chì. Top 4 đến top 10, 1 càng khôn đỉnh 2 mảnh hổ chì nha các bạn. Chú ý, event chia làm 3 đợt. Đợt 1, 2 tháng 12 đến 9 tháng 12. Đợt 2, 10 tháng 12 đến 17 tháng 12. Đợt 3, 18 tháng 12 đến 25 tháng 12 ha. Cách nhận điểm VIP free không cần nạp, tính cả điểm nạp trong game 100k top. Cày công quân cộng Công Thành top quốc chiến hạng 1 bằng 100.000, tham gia bằng 50.000 vậy nè. Rồi top lôi đài hạng 1 500.000, hoàn thành nhiệm vụ năng động hàng ngày 100.000, hoàn thành nhiệm vụ Công Thành từng được 500.000. Feed code phát vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 2 tháng 12. Event tích nạp nhận tại một tích nạp web ha. Tích nạp 5 triệu nhận chiến xa thần thánh khí công 3.000, thủ cộng máu là 7.000. Tích nạp 2 triệu nhận chiến xa thần khống chế công 2.000, thủ với máu là 5.000. Các mốc nạp từ 100.000 đến 100.000 tới 100 triệu hả? Nhận rất nhiều phần quà giá trị. Ưu đãi nạp Momo ATM nhân 5, thẻ cào nhân 3. Đây thông tin thanh toán Zalo nè hả? Đó, gì đây? Update tăng sức mạnh cho chiến xa bảo vật phá thiên thuẫn cộng HP trên 60%,
tăng 250% miễn thương tất sát. Hư gì thiên hư, toàn thể trúng 150% hồi 50 nộ. Thất tinh đăng tăng sát thương 100% cộng 50 nộ hồi. Xích tiêu tăng bảo kích 250% hồi 50 nộ. Chạm lô hả? Tăng sát thương bảo kích 300% hồi 50 nộ. Thất tinh đao mỗi lần bị sát thương hồi 20 nộ. Minh hồng đao hút 100% sĩ khí quân địch. Mảnh hổ trì khi bị sát thương gây toàn địch hoảng loạn một lượt. Ồ ghê vậy. Hãng quyết chiến đê chiến dê hả? 100% chón hai lượt. Ôi rồi ôi, ngon vậy thôi còn đòi gì nữa. Ngon đáng. Ok, để đây đi. Vô shop đồ cái đã con bạn xem. Event nè hả? Điểm danh nhận kim nguyên bảo hàng ngày. Đầu cơ tích trữ. Rồi trảm tướng. Đó, đổi chiến xa. Rồi nhận quà lên level. Đó, lên level chúng ta sẽ nhận được quà. Đó, quà thưởng, đồ quà này, quà kia, đồ ha. Rất nhiều. Đó, ôi trời ơi, mấy cái này như là đồ để mà đánh gì, đồ để đổi event thì phải. Rất nhiều đây. Đó, trời ơi. Ôi trời ơi, để kéo lên coi nó nhận được bao nhiêu. À, cũng sắp hết rồi các bạn ơi. Để biết sao, nhận nhiều quá cái mình đâm cái mỗi tay á. Chứ không có gì đâu. Đâm cái hơi mỗi tay thôi. Sắp hết rồi nè. Đó, một cái nữa. Đó, rồi còn hai cái nữa thôi. Đó, hết event lên cấp nhận quà rồi đó. Vòng quay nè. Thương thành nè. Đó, thương thành đổi mấy cái bánh bao này. Rồi mười mảnh đổi được mười mảnh hồn chiến giáp hả? Sát linh thiên khởi. Rồi mảnh nguyên giáp chiến lan ám. Ok, chiến lan 5k nữa hả? Trời ơi, thêm loại mới nữa rồi anh em ơi. Quá trời luôn. Đây. Đó, buôn tướng không? Trời ơi, ngon lành. Đó, event đổi nè. Đó, ok không? Rồi đổi nữa nè. Đó, thực binh, thực phá đồ. Chiến xa nè ha. Đó, hệ ám đồ. Rồi, đem con này vô. Ok nè. Rồi đổi thành công rồi quay ra. Con này rồi đâu rồi, cái event đổi đâu? Đây. Rồi, chúng ta đổi được con này. Ủa, nó đổi bằng điểm hả? Ôi rồi ôi, không nhìn thấy. Cái điểm này lấy chim mô. À, nguy chương binh chủng hả? Rồi thôi để đó luôn đi. Rồi xung trận. À, ra trận sẽ nhận được kim nguyên bảo nè ha. Rồi đồng nè, rất nhiều luôn. Đó, quá trời luôn. Event tích tiêu rồi, tích nạp nhận quà nữa nè ha. Ngày lễ hoạt động vận hương hành sẽ còn nhiều hoạt động nữa ha. Đó, anh em có thể tùy ý. Và đây quà VIP. Đó, ôi giời ơi, nhận quà VIP nào. Đây, oh man. Cái gì vậy? Tướng sao hả? Tướng sao Tào Tháo. Ủa, cái này là cái gì ta? Tướng sao là cái gì? Chưa biết cái này luôn. Wow, phiên bản này phiên bản mới hay gì nè. Vậy cái tướng màu đỏ là tướng gì ta? Nhưng mà heo nghĩ mấy con này chắc ghép không được quá. Ok. Rất nhiều luôn. Đó, 11, 12 đồ. Xuống tướng tím nè. Đó. Rồi tiếp nè. Ủa, lên tướng sau ấy nè. Tả tử lữ bố gì nè. Đó, rất nhiều luôn. Ok. Tả tử. Ấy, đây. Ôi trời ơi, không để ý. Wow, phi động trọng dĩnh luôn nè hả. Đó, rồi. Ôi trời ơi, Quang Vân Trường. Rồi, gia các phu nhân. Ok man. Rồi tướng VIP nữa nè các bạn ơi. Tiệc đại sông kiều. Đó, rồi quân phiệt lữ điên hả? Đó, toàn tướng thần không?
thần tướng không đó anh em ơi, đô đốc Tự Hoãn luôn, rồi Gia Cát Khổng Minh luôn, lâu lắm rồi mới thấy là mấy con này phi đó. Hân Xã Hoàng Trung nè ha, rồi Yêu Cơ Tôn Phu Nhân nè, rồi còn hai ba cái nữa rất nhiều luôn. Wow wow wow, thôi VIP 1 mà có Chu Công Cẩn à, ôi trời ơi. Rồi có luôn cả Trương Ích Đức, ngày xưa là nạp 6 triệu 2 triệu mới nhận được con Trương Ích Đức này đấy. Bây giờ thì nó vào quà phi rồi, và mà còn VIP 1 nữa chứ, VIP 1, VIP 0 gì đó. Trời ơi, VIP 0. Wow, dạo này anh em chơi game có giá quá. Phi full luôn, rồi không những vậy mà hồn tướng, mạnh tướng gì đó cũng full luôn. Trời ơi. Rồi rồi rồi, rồi kéo lên nữa thì nếu VIP 17, 18, 19 đồ này thì có gì? À, nguyên liệu, ok ok. Rồi vô shop ơi. Shop, bảng này không có shop, ok. Shop cơ bản, shop tướng, shop ám kim, rồi vật phẩm, à vậy là nằm trong event rồi nha. Đó đó, rồi rồi, ôi dạ. Rồi tướng động trọng dĩnh hồi nãy chúng ta cũng có mà đúng không ta? Đây đây đây, lệnh đột phá, nó. Ê lệnh đột phá, hình như là cái lương hảo này nãy giờ quên nữa chứ. Shop cơ bản đây, lương hảo. Ok ok, được đây được đây. 1 2 3, ok man. Trong event có đổi mấy cái lương hảo lương khác này không ta? Tích nạp sự kiện, cái này là đổi mảnh tướng rồi, đổi đồng nè, đồng thì đang có 2 triệu, ôi đổi cũng được. Trời ơi, ủa 2 triệu mà nhét vô đây không đủ trời. Vậy là nó đâu có đổi mấy thứ lương khô lương thực gì đâu các bạn. Rồi rồi rồi, event event đâu đang khá nhiều. Ủa cái phần mà đột đá đột phá này ở ngoài có không ta? Ây dù, đây 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 nó đấy rồi, ok ha, một phiên bản cày cốt full nha các bạn. Anh em nào có chơi thì có thể kéo tải về ha, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi, và dưới phần bình luận cũng có luôn nha. Đó, dạo này để ở dưới đó luôn cho anh em nào không tìm được trong mô tả thì kéo xuống bình luận có nha, có ghim ở dưới luôn á. Đó, vậy mà anh em tìm không được nữa mà đi luôn, nhắn tin heo thì heo cũng bó tay luôn. Heo không biết phải giải thích thế nào. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Đó, Đọc Trọng Dĩnh, rồi Lữ Lương, Triệu Vân, Tả Tử. Ủa, nãy mình nhớ mình có nhiều con VIP lắm mà ta. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.